Chào các bạn đã trở lại kênh Cây Trồng TV. Bữa nay thì mình chia sẻ cách mình trồng hoa vàng thọ nha. Thì cái trước mình chia sẻ thì mình tưới ra rễ đó, chứ qua ngày sau thì mình đã tưới một cử phân DAP cho nó. Thì bữa nay là được gì nè, này nó ngang chậu hết rồi, cái nó qua chậu, còn chậu lớn rồi. Thì hôm qua thì mình đã vô chân cho cây, tại vì mình thấy cái cây của nó đâm cái rễ trắng gì nè, như cái này thì đáng lẽ là vô 2-3 ngày trước rồi, đâm rễ trắng gì đó, mình vô tới đây luôn cho nó, cho bộ rễ nó quá phát triển ra thêm, chứ nếu mình không vô thì nó cây nó sẽ ốm ốm hoài luôn. Mình mới vô hôm qua mà hôm nay nhìn thấy nó lạ đó. Cái giống này thì nở hơi nhanh, mình tới 30 mình mới ngắt đọt. Thì bữa nay 21 rồi, 21 thì 9 ngày nữa, 9 ngày nữa thì cái cây nó sẽ rất là bự luôn. Còn bên đây là thọ lùng nè, thọ lùng này mình cũng 30 mình ngắt đọt luôn, tại vì mấy ngày nó nở rất là nhanh, nó nở nhanh lắm, chứ không phải như cái giống không chín của con rồng vàng, giống màu cam á, cam đỏ, giống đó nở hơi chậm, mình phải ngắt đọt trước nó tầm khoảng 3-4 ngày. Đây nó luôn, nên được bao lớn nè. Cây thì của hổm mình trồng thì rất là xấu nha, cây nhỏ mà xấu. Bữa nay nó qua chậu thì tầm khoảng 5 ngày nữa, 5 ngày nữa mình sẽ ngắt đọt nó. Còn mấy bên đây là cái giống giống 08 rồng vàng, giống này thì nó tầm khoảng 60 ngày à, nó cũng như mấy kia, nó khoảng 29-30 mình mới ngắt đọt. Thằng này thì cổ lùn, còn cái bên mấy chậu bự đó thì cổ cao. Thì mình ngắt đọt thì mình dựa vào cái đặc tính của mỗi giống, thì cái giống rồng vàng không chín thì nó nở chậm thì mình ngắt trước nó 4-5 ngày, còn mấy cái giống màu vàng nè, màu vàng chanh rồi nó nở rất là nhanh luôn, nó nở nhanh thì mình phải ngắt đọt trễ lại, chứ nếu mình ngắt đọt lượt với thằng thằng không chín á, thằng chín màu cam á, thì nó sẽ nở tới Tết, nó sẽ nở trước Tết. Nó quan trọng cái ngày mình ngắt đọt nữa. Nó như cái này thì tược nó đâm đầy đủ nè, đầy đủ thì mình như vậy là mình ngắt được rồi nè, 1 2 3 4, vậy lần nữa cái thọ của bạn là rất là cao luôn. Còn bạn mà để cái tay tới từ cái chậu mà lên một gang gì thì nữa bạn ngắt đọt, nó bảo đảm bạn luôn là mấy cái chậu thứ này bạn phải mua tre bằng trẻ gì bằng cấm, tại vì quá cao nó không có ứng nổi, chịu không nổi đó. Cúc pha lê của mình chỗ lớn nè, nó thao lùng này nó dễ trồng. Thì mình cứ việc xịt dưỡng thì 4-5 ngày 1 lần, 5-6 ngày, rồi xịt bệnh thì từng lễ 5-6 bữa. Hồi đây của mình bữa nay nó nụ quế nè, cái này tầm khoảng 26-27 mình mới lấy chèo nha, có cái lại được luôn, nếu mà bạn nụ trễ thì bạn có thể lãi luôn cũng được, thì cũng lãi chịu khó một chút, nhưng mà của mình đây thì vừa ngay à. À, như mấy này nó bị sớm, sớm tới đó mình lấy cái nhấp nhấp nó,
chứ nó già nó cơ cứng lắm. Mà bên đây không trồng cây rất là nhỏ luôn, xíu luôn, nay mới vô vô chân hôm qua mà nó nói à. Thọ mình mới có sinh dưỡng lần một với một cử phân, mà phân mình tưới nhẹ đó, thì vài bữa nữa mình sẽ tưới một cử phân nữa, có 2 ngày nữa cho mình vô chân xong nè, đặng cho cái rễ nó phát triển mạnh đi, rồi mình tưới phân vô nó, cái lượng phân nó ăn mới hết. Còn cái bộ rễ mà yếu quá mình tưới vô, thứ nhất nếu mà mình tưới hơi đậm á nó sẽ cháy rễ luôn, thứ hai á là nó nếu mình không cháy rễ thì nó ăn dinh dưỡng cũng không được, tại bộ rễ của nó rất là ít, nó hút không được. Còn mình vô chân đây thì nó sẽ đâm ra bộ rễ dài ra, rễ ở trên đây nè, trên đây dài ra thì nó sẽ hút dinh dưỡng tốt hơn. Rồi cũng đó mình nung phân nung thuốc thì nó cái cây nó sẽ mọc lên nhiều chèo. Thấy thằng lùng không, thằng lùng mới có nó mới gì đâu mà nó hai cái nhánh nhánh rồi nó đâm nó nhóc, thằng lùng nó mạnh lắm. Thằng lùng thì mình trồng hơi cao gì chứ thôi, họ lỡ bạn trồng gì nữa nó mất cắp cây chịu không nổi đâu. Mà dạng thọ này thì nó cắm cây cũng hơi cực công lắm. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, các bạn nào thấy nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình.